Vừa qua tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo quảng bá thương hiệu sang thị trường Vương quốc Anh. Tại hội thảo, đại diện Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, Vương quốc Anh là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khối EU. Do vậy, trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, vị thế chính trị và kinh tế của Việt Nam ngày một nâng cao, thì việc xây dựng hình ảnh thương hiệu lớn mạnh, uy tín là mục tiêu quan trọng của chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp. Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh cho biết, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đã có những tăng trưởng không ngừng trong các năm qua. Hơn nữa, sự khác biệt về cơ cấu sản phẩm xuất khẩu giữa Việt Nam và Anh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này, nhất là đối với sản phẩm tiêu dùng. Với mục đích phổ biến các thông tin liên quan tới thương hiệu quốc gia, đồng thời cung cấp và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong kinh doanh xây dựng thương hiệu hàng hóa, hội thảo đã tập trung thảo luận về các vấn đề trong lĩnh vực thương hiệu, hướng dẫn các doanh nghiệp cách thức kinh nghiệm, đưa thương hiệu thâm nhập vào thị trường Vương quốc Anh.